chương một hoàng kim thợ mỏ hệ thống giác tỉnh hoa tươi phiếu đánh giá bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com địa hà thế giới tiến nhập đêm tối phía sau các ngươi tùy thời phải giữ vững nằm ở quan minh trạng thái nếu không sẽ có quái vật tập kích đèn mỏ pin là đủ chống đỡ hai tuần mà các ngươi ngay người ba ngày là được ở ba ngày nay khảo nghiệm bên trong các ngươi phải tận hết sức đào móc hoàng kim bảo thạch thậm chí đào móc đến sơn mạch chi tâm. Duy có chiếm được sơn mạch chi tâm, mới có thể, tài năng, tấn thăng làm chính thức quán chủ, có được chính mình một mảnh hầm mỏ. Quản thành nhất trung trong thao trường, phát thanh không sợ người khác làm phiền phát hình. Ba ngàn danh học sinh đầu đội đèn pha mũ giáp, cổng bọc hành lý, tay cầm quốc chim, khẩn trương nghe. Cái này đội hình, không biết còn cho là bọn họ muốn bị đưa đi cái kia ra hầm mỏ làm khổ công. Diệp Bạch cũng ở trong đó, hắn nắm chặt quốc chim, lẩm bẩm. Cải biến vận mệnh, ngay hôm nay. Xuyên Việt đến tận đây ba năm, hắn đã hiểu rõ rõ ràng cái thế giới này quy tắc. Tại giới này, nhân khẩu vượt lên trước 20 tỷ, tài nguyên thiếu thốn tột cùng. May mắn trăm năm trước địa hạ thế giới phát hiện lớn cứu vớt nhân loại, người khai hoang ở trả giá rất nhiều thương vong phía sau, mang ra ngoài có thể nói số lượng cao hoàng kim, bảo thạch thậm chí ẩn chứa siêu phạm lực linh thực giống ma tinh linh thạch tu luyện bí tịch chờ các loại toàn thế giới oanh động các quốc gia tổ kiến riêng mình đào móc đoàn đội chen lấn vào vào địa hạ thế giới mà bây giờ nóng bỏng nhất tập đoàn không còn là khoa học kỹ thuật cự đầu mà là các loại đạo quán công ty theo rộng lượng nhân viên dũng mãnh vào địa hạ thế giới các hạng quy tắc bị thăm dò Mỗi cá nhân đến rồi 18 tuổi đều có một lần miễn phí tiến vào cơ hội, chỉ có thể đợi 3 ngày. Trong 3 ngày qua, nếu như đào móc đến sơn mạch chi tâm, như vậy thì có thể một khi trở thành người trên người. Hay không lại chỉ có thể trở thành thợ mỏ, đến còn lại quán chủ hầm mỏ đào, vì người khác bán cu ly. Cả đời trở thành làm công người, đến rồi lúc tuổi già bệnh tật triền thân. Chim cánh cục tập đoàn giá cao thu mua hoàng kim, bảo thạch, thần bí cái rương chờ, các loại, toàn bộ bảo vật, nếu có học sinh nguyện ý trước giờ ký kết thợ mỏ hợp đồng, hiện tại tiền công còn có thể gấp bội. Lan Tường Tập đoàn Thành Tâm thông báo tuyển dụng thợ mỏ, đào móc kỹ thuật nhà ai mạnh mẽ, vâng là quốc núi đông tìm Lan Tường. Ngoại trừ lão sư môn, còn có tập đoàn nhân viên tuyển mộ lại thét nhận người. Cũng không thiếu quản thành có mặt mũi đại nhân vật cũng nghị luận âm ý, bọn họ đều là đang chờ đợi nhóm học sinh này trở về có thể mang về bảo vật gì đến lúc đó mới có thể, tài năng, trước tiên thu mua, thậm chí lôi kéo vào công ty của mình bên trong. Vị này đồng học ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, hai cánh tay mạnh mẽ. Nhìn một cái chính là đào quán đoán. Làm sao rồi, có hứng thú hay không hiện tại liền cùng chúng ta tù trưởng chi mâu ký kết hợp đồng bán thân. Miễn phí bao ăn uống, đãi ngộ từ ưu. Một vị Âu Phục Trung Niên Nam tự đánh giá Diệp Bạch cười hỏi. Diệp Bạch cau mày, tù trưởng chi mâu là nổi tiếng xấu tập đoàn tài chính thường xuyên có tân văn tuôn ra bọn họ dưới cờ thợ mỏ mệt nhọc mà chết không được ta vẫn là quyết định chính mình đụng một cái dịp bạch quả đoán cự tuyệt trung niên nam tử lập tức nghiêm mặt nhảy qua đứng lên còn thật sự coi chính mình là người may mắn hiện tại ký hợp đồng là để mắt ngươi ngươi cho rằng vẫn là ban sơ thời điểm đầy đất là hoàng kim chờ ngươi trở về cũng không hiện ở nơi này giới 21 thế kỷ chính là không bao giờ thiếu thợ mỏ. Thấy Diệp Bạch thái độ quả quyết, trung niên nam tử rất nhanh lại đi tìm còn lại đồng học du thuyết. Mà theo thời gian đưa đẩy, đài cao bên trên trần giáo trưởng cầm lấy microphone cao giọng nói. Để 855 kỳ bọn học sinh chú ý, khoảng cách xuyên Việt chỉ có 5 phút. Mời kiểm tra xong mang theo người vật phẩm, bảo trì 3 ngày thức ăn cùng thủy, cùng với là tối trọng yếu quốc chim ba ngàn danh học sinh tây phải chiếu sáng dịp bạch cũng chú ý tới trên bàn tay xuất hiện một hình tam giác hoàng kim ấn ký cái này là địa hạ thế giới tán thành hiện nay vẫn là kiến tập thợ mỏ chỉ có ba ngày tân thủ khảo nghiệm kỳ rất nhanh năm phút trôi qua ở lão sư môn nhân chứng dưới thao trường chợt không còn bọn học sinh tiêu thất làm dịp bạch một lần nữa mở mắt ra lúc đập vào trước mắt đúng là một mảnh kim sắc màn trời Hắn thân ở một thứ đại khái một nghìn mờ, so với hai cái sân bóng rổ lớn dưới đất chỗ trống ở giữa, màu nâu thổ nhưỡng, còn có chạy dài nham thạch đàn, đơn điệu màu sắc cấu tạo cả thế giới. Chúc mừng ngài thành công vào vào thế giới ngầm, khoảng cách bầu trời tối đen còn có 8 giờ đồng hồ. Nhiệm vụ kỳ hạn Kiến tập thợ mỏ dịp bạch, ngươi chỉ có 3 ngày thí luyện kỳ, mời trong lúc ở chỗ này, hết khả năng đào móc hoàng kim, thậm chí sơn mạch chi tâm. Thí luyện kết thúc, thế giới ngầm đem thẩm tra mỗi người thu hoạch, như biểu hiện ưu việt giả, có thể được hai lần xuyên việt cơ hội. Từng đạo thanh âm xuất hiện ở dịp bạch bên tai, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, tìm kiếm bất luận cái gì có hoàng kim manh mối. Vận khí cũng không tệ lắm, giáng lâm không gian không nhỏ. Đã có thổ nhưỡng, cũng có nham thạch đàn. Vì ngày này ta nhưng là huấn luyện một năm. Giữa lúc hắn thỏa thuê mãn nguyện dự định khởi công lúc, một đạo thanh thúy thanh thanh âm xuất hiện trong đầu. Keng kiểm tra đo lường đến địa hạ thế giới hoàng kim thợ mỏ hệ thống giác tỉnh diệp bạch mừng rỡ rơi cuồng xuyên việc ba năm thử qua các loại phương pháp chính là không có giác tỉnh ngón tay vàng hiện tại rốt cuộc chờ đến chờ hoàng kim thợ mỏ làm sao có điểm quen tai hệ thống ngươi có cái gì công năng diệp bạch chợt phản ứng kịp vội vàng hỏi cùng lúc đó trước mắt xuất hiện một tấm kim sắc giao diện ảo Bốn hệ thống hiện nay đã giải khóa thấu thị thổ nhưỡng, kéo dài vô hạn, không nhìn thổ nhưỡng, hoàng kim thương điếm công năng. Tình huống cụ thể mời ký chủ tự hành kiểm tra, suy nghĩ ký chủ vì đệ một lần đào quán, đặc biệt biếu tặng mới bao tay trang. Thổ chi thanh đồng móc câu, đại lực trồng rọc, kiên cố dây thừng. Một trận kim quang nở rộ, quang mang tán đi, nhất kiện phối hợp tốt trồng rọc móc treo xuất hiện ở dịp bạch trước mắt. Còn khích khao biếu tặng bằng gỗ trục quay dịp bạch không chờ hắn khiếp sợ lại là một giọng nói truyền đến ken thương điếm lão bản alessandro hùng hồn giúp tiền đặc biệt biếu tặng ngươi một cái tân thủ đại lễ bao mời được thương điếm giao diện lĩnh ps sách mới ra trận thích cái này đề tài mời các vị độc giả đại đại ủng hộ nhiều hơn hoa tươi phiếu đánh giá chờ các loại toàn bộ ngày đầu số liệu quá trọng yếu đánh không có cơm ăn Ô ô ô, nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.